Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là buổi chiều của ngày 23 tháng 3 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế phòng khách Tần Thủy Hoàng bằng gỗ mun đuôi công, hay còn gọi là mun Nam Phi. Thì chất liệu gỗ mun này nó rẻ hơn nhiều so với chất liệu gỗ mun hoa của Lào, hay còn gọi là mun hoa da báo. Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này được làm 100% bằng chất liệu gỗ mun đuôi công, mun nhập khẩu từ Nam Phi. Toàn bộ vân gỗ là vân tự nhiên, không vẽ vân, không bán vân. Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng này gồm có 6 món: một ghế dài, dài 2m60, sâu 65 và cao 1m20, và hai ghế đơn, một bàn, một đôn và một bàn trà, đều được chọn vân, chọn gỗ rất là đều và đẹp. Đấy, chúng ta cùng xem đằng sau chiếc ghế đơn đây. Vân được chọn rất là đều. Đây là bộ bàn ghế chúng tôi vừa mới tẩy axit xong, thì vân gỗ nó sẽ hiện là màu trắng, và khi để mộc không thì nó sẽ là màu đen, và khi hoàn thiện thì nó sẽ lại là màu xanh, biến đổi màu sắc qua 3 trạng thái khác nhau. Khi tẩy axit xong đây thì vân gỗ nó hiện lên là màu trắng, ít sọc đen hơn, nhưng khi để mộc thì là sọc đen rất là nhiều. Chiếc bàn này chúng tôi làm kích thước là 70 nhân 1m40, và bàn trà chúng tôi làm kích thước là 70 nhân 40, và đôn là chúng tôi làm vuông 50. Đây là những bộ minh nghề bằng gỗ mun. Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ mun đuôi công này là chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Toản ở Hải Phòng. Anh đã đặt từ trước Tết thì bây giờ chúng tôi mới xong phần mộc để giới thiệu cho anh xem. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể gửi qua Zalo 0986883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị về chất liệu gỗ, chủng loại cũng như là kích thước. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng bằng gỗ mun đuôi công nhập khẩu từ Nam Phi, không phải là mun hoa của Lào. Nếu như là mun hoa của Lào thì giá thành nó sẽ rất là cao. Và thông số của chiếc ghế đơn là dài 1m15, sâu 65 và cao 1m2, để cho quý vị tiện theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số mẫu mã mới.